Xin kính chào tất cả mọi người đã trở lại kênh YouTube của Khôi. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Kênh YouTube của Khôi chuyên về các cái món hàng âm thanh cầu, âm thanh bãi tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay Khôi sẽ giới thiệu với anh em một bộ ghép mà người chơi đồ Nhật, đặc biệt là những cái fan hâm mộ Nhật vàng hay gọi đó là bộ ghép gồm xe, pháo với mã. Nhưng mà trong này mất đi, thiếu đi một món rồi, thì Khôi thay vào đó là một cây cassette, đúng ra nó là một cái cối, thì nó mới đúng là cái bộ là xe pháo mã. Thì hôm nay Khôi giới thiệu với anh em bộ ghép này gồm có cặp loa Bione CS hết số 99AFB, Sansui 9090DB và một cassette Bione CTF 8181. Thật ra cái con cassette này nó không xứng tầm để đặt lên đây, tại vì nó cỏ rẻ tiền, nhưng mà mình để lên cho nó đẹp anh em, để anh em hình dung ra nó là như vậy. Rồi thì anh em nào mà những người mà yêu thích đồ Nhật, fan hâm mộ đồ Nhật thì hãy quan tâm tới cái bộ này. Thì đây là những cái món hàng hết số và sưu tầm mà rất nhiều người cũng mơ ước. Mình chưa nói về chất âm, nhưng mà nói về cái đồ huyền thoại thì nó độc đáo và nó định rồi, giá trị sưu tầm nằm ở đây. Bây giờ mời anh em cùng xem ha. Đây là cặp loa, nó là lưới gỗ thắt bím này, gọi là lưới gỗ thắt bím là như vậy đây nha. Rồi thì đặc biệt là anh em, cái cặp loa này zin tuyệt đối nguyên bản, không túc tát này. Cặp 99A mà về mà không giòn á là cực kỳ hiếm anh em nha. Ngoài cái thùng xốp ra thì những cái cặp không giòn này là có giá trị sưu tầm rất cao. Trên thị trường mình thấy toàn bộ đa phần là phải giòn lại, nhưng mà cái cặp này không giòn nha. Anh em nào, khách nào mà là người mà sở hữu được cặp này là coi như giá trị. Thứ hai anh em, màng bát cực kỳ đẹp, anh em phải nhìn ở đây này, màng FB nha, và màng bát đẹp, không tốt tát, không vệ sinh, không giòn này, gân rất là mềm nè, gân mềm anh em nha. Đó, mình sờ vào thấy nó mềm này. Rồi đây là hai cây loa chung cùng là FB, anh em lưu ý như vậy nha. Nó là dòng gân này là gân giấy, và một chép còi và hai siêu chép. Đó là về phía sau thì nó sẽ có cốt server tinh chỉnh dạy trên ở phía sau nha. Đó. Rồi đây là cái con 9090DB huyền thoại, con này cực kỳ đẹp anh em. Đó. Nhiều con làm mấy cái chỗ này này nó bị oxy hóa, nhưng con này không bị anh em nha. Phải nói là đẹp. Đó, anh em nhìn. Tuyệt vời nha. Những cái dòng này thì không cần phải xem đột gano này. Tại vì phải đẹp thì mới dám đưa về. Đó là cái nguyên tắc. Vì người chơi là yêu thích cái đẹp ha. Đó. Đó, anh em thấy tuyệt vời chưa? Đó. Cái củ bát rất là đẹp anh em, phải nói là đẹp ha. Ê, căn gỗ này cũng rất là đẹp. Đó. Tuyệt vời luôn. Nói chung là không còn gì để bàn nữa, tại vì đây là những cái món hàng sưu tầm. Giá cực kỳ cao, giá rất là cao, vậy gọi là giá chát á, giá mạnh á. Đây. Cái đít loa này không tốt tát anh em nha, không sơn này. Đó, anh em thấy không? Mà nó đẹp như thế này. Đó. Ở đây là có hai cốt server và hai cọc loa ha. Zin từ con lắc luôn nè, zin luôn lắc luôn nha. Đó. Rồi tương tự thì Khôi quay bên này cho anh em cùng xem. Đó, lá rất đẹp, phải đẹp anh em nha, lưu ý như vậy. Đó. Thì đầu tiên là nó đẹp, phải zin để nó thuộc về cái giá trị sưu tầm. Thì Khôi ngày xưa bán đồ Nhật đó thì Khôi bán rất là nhiều, nhưng mà sau này thì mình chỉ có đồ Mỹ rồi nè, Mỹ với đèn. Nên mà cái món này Khôi không còn bán nhiều, nhưng mà những anh em nào cần thì Khôi cũng vẫn ship về để phục vụ anh em ha. Đây mình quay cái đít này luôn cho cái con nó mình. Cái dòng chỉ không DB là nó có chỉnh bát mic chép này nè. Mình phải đẩy ra là bị con này rất to nè. Để cho anh em xem phía sau ha. Đây. Rất là đẹp nè. Đó, anh em phải thấy nè nè. Tín hiệu đầu vào ha. Con này là đa dòng điện anh em nha, đa dòng điện nè. Đó. Có cái cầu đổi điện, ba cặp loa, chạy 8 con sò sắt nằm ở trong này. Đó, tuyệt vời. Nói chung là con âm ly rất đẹp. Đó. Rồi, máy móc hoạt động tốt, tất cả mọi thứ là hoàn hảo, chỉ việc anh em bê về để sử dụng thôi ha. Đây, ê căng, còn bùi luôn này. Đó, có logo luôn anh em nha. Rồi, thì Khôi đã quay xong rồi nè. Cơ bản nó vậy thôi, tại vì mình chẳng có gì để nói thêm nhiều về cái bộ này nữa. Ai cũng biết, ai cũng muốn.
và cuối cùng là ai là người sở hữu thôi. À, thì về cái tầm giá thì cả cái bộ này giá tham khảo anh em ha, thì cặp loa có cái giá là hơn 45 triệu, rồi con âm ly thì có cái giá là trên 50 triệu đó, thì cả bộ này có mức giá là trên 95 triệu, còn cái con cassette thì có giá 8,5 triệu nha. Anh em nào quan tâm thì có thể alo cho Khôi. À, tại vì những cái món này mỗi lô ship thì nó sẽ có một cái mức giá khác nhau, chứ nó không có thực tế. Ví dụ như hôm nay mình bán cặp loa 45 nhưng mà ngày mai có thể bán 44, mà ngày kia thì có thể là nó 50. À, tùy theo cái tình trạng cũng như là tùy theo cái mức giá ship về anh em ha. Âm ly thì có thể là 50, có thể là 54, tùy theo cái con âm ly mình ship về. À, rồi, anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Khôi để mình còn trao đổi anh em ha. Còn bây giờ thì Khôi xin phép kết thúc clip ở đây và chuyển sang cái phần test thử chất âm. Anh em cùng nghe. Trời xa.